Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi giống như vậy ha các bạn ha. Đó, nhìn cũng rất là cưng luôn các bạn ơi. Đó. Và kích thước của cái chiếc giỏ này là 28 ha các bạn, còn chiều dài là 30 ha và ngang là 9 ha các bạn. Rồi mình cùng đi vào nguyên liệu ha. Nguyên liệu thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái cuộn sợi màu acry giống như vậy ha các bạn ha. Các bạn có thể móc sợi thô hoặc sợi dệt đều được ha các bạn. Mình sẽ sử dụng kim móc 3.0 ha. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một ít căng vát ha các bạn, để mình nẹp vào cái đế của cái giỏ cho nó cứng ha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết nha các bạn. Trước tiên thì các bạn sẽ đi cho mình là 19 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 bính ha các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ đi lại cho mình 18 cái mũi đơn nha các bạn. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 bính ha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã đi xong cái hàng này xong thì các bạn sẽ lên một bính ha. Các bạn quay cái sản phẩm lại và mình lại tiếp tục đi 18 cái mũi đơn nữa ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đó, sau khi đi một hàng thì các bạn cứ lên một bính, mình quay sản phẩm lại ha các bạn. Và các bạn tiếp tục cứ đi như vậy cho mình. Các bạn sẽ đi giùm mình 60 hàng như vậy ha các bạn. Đó. Chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi, mình không có thêm gì hết ha các bạn ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình ha, các bạn sẽ đi giùm mình 60 hàng ha các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đi được 60 hàng như vậy ha các bạn. Đó, 60 hàng nè ha, từ đây tới đây 60 hàng. Thì các bạn sẽ cắt cái mình ở đây mình muốn làm cái đế dày á các bạn, cho nên mình cắt hai miếng căng vát ha, mình làm cái đế cho nó dày ha các bạn. Và sau đó thì mình sẽ nẹp cái miếng căng vát này vào đây ha. Đối với cái mũi nẹp thì mình sẽ đi mũi đơn, nhưng mà ở mỗi cái đầu này thì mình sẽ thêm hai mũi ha các bạn ha. Đó, các bạn cũng lên giùm mình một bính như vậy ha. Đó, và ở cái chân này đó mình sẽ nẹp vào đây. Đó, các bạn sẽ đi đó một cái chân như vậy nè. Đó, ở bốn cái góc đó thì các bạn sẽ đi giùm mình là hai mũi đơn vào chung một chân ha các bạn ha.
đó, và sau đó thì chân nào thì mình sẽ đi chân đó thôi, và vừa đi thì các bạn sẽ vừa nẹp cái miếng căn vát này vào đây giùm mình. Các bạn vừa đi thì các bạn sẽ vừa nẹp căn vát vào giùm mình ha. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha các bạn ha. Đó chỉ trừ 4 cái góc mà các bạn sẽ đi cho mình là 2 mũi đơn vào chung một chân thôi nha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ nẹp căn vát vào giùm mình thôi. Đó, chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình. Rồi như vậy là mình đã nẹp được cái miếng căn vát vào trong cái sản phẩm này ha các bạn ha. Và các bạn lưu ý giùm mình là đối với cái sợi acry nè các bạn, như là cái sợi này nó khá là bự hơn so với là cái sợi dệt của mình đó. Cho nên khi mà các bạn nẹp cái miếng căn vát này vào á các bạn, thì cứ đi 10 cái mũi này ha, thì mình sẽ cắt ra một cái ô này các bạn. Đó, cứ đi 10 mũi ha thì mình sẽ cắt ra một ô đó. Và mình cắt ra một ô bởi vì cái miếng cái sợi này nó khá là bự á các bạn, so với cái ô căn vát này ha, cho nên khi mình cắt ra thì cái sản phẩm của mình nó sẽ không bị dùng ha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã nẹp căn vát xong ha, thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Và các bạn cũng lưu ý giùm mình ha, thì khi mà các bạn đi như vậy á, thì tổng số mũi của mình ở đây là 20 mũi này các bạn đó ha. Hồi nãy mới là mình cái bề ngang này của mình nè, cái bề dọc này của mình chứ, là 18 mũi, thì mình thêm mỗi bên một mũi thì sẽ là 20 mũi ha. Còn cái bề ngang này của mình nè thì 60 mũi thì nó vẫn giữ nguyên 60 mũi, và bên này mỗi bên thêm thì sẽ là 20 mũi chẳng ha các bạn ha. Để chút nữa mình móc hoa văn á, cho nó chính xác mũi ha các bạn. Đó, sau khi các bạn lên một bính rồi thì các bạn sẽ đi cho mình một cái hàng mũi đơn như vậy các bạn. Đối với cái hàng mũi đơn này thì chân nào các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi nha. Chân nào các bạn sẽ đi chân đó thì mình cũng không thêm và không bớt gì ha các bạn ha. Và qua 4 cái góc thì các bạn cũng không thêm luôn nha các bạn. Đó, chân nào các bạn sẽ đi thì mình chân đó thôi nha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã đi xong một cái hàng mũi đơn xong ha các bạn, thì mình sẽ kết hàng lại bằng một cái mũi trượt ha. Và qua tới cái hàng tiếp theo cũng như những cái hàng trên nữa thì các bạn sẽ đi cho mình mũi chân cao chân thấp ha các bạn ha. Một mũi nè các bạn sẽ đi ở phía trên chân cao nè. Đó, và cái mũi tiếp theo thì các bạn sẽ đi ở dưới chân thấp nè. Đó, tiếp tục ha, đi mũi chân cao. Tiếp tục đi mũi chân thấp. Cứ một chân các bạn đi chân cao thì qua tới cái chân bên kia thì các bạn sẽ đi mũi chân thấp ha các bạn ha. Đó. Đó các bạn cứ đan xen như vậy và các bạn sẽ đi hết hàng thôi. Và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Như vậy là sau khi các bạn đã đi một cái hàng chân cao chân thấp ha các bạn ha. Hồi nãy thì cái chân đầu tiên là mình đi chân cao này các bạn, thì qua tới cái hàng tiếp theo ha thì mình sẽ đi chân thấp ở ngay chỗ cái chân này luôn. Đó, và mình sẽ không có nối hàng ha các bạn, và mình sẽ móc tiếp luôn. Đó nãy mình cái chân này mình đi chân thấp nè, thì giấc này mình sẽ đi chân cao ở phía này ha các bạn ha. Đó, và tiếp tục chân cao thì bây giờ mình sẽ đi thành chân thấp. Đó. Đó mình sẽ đi đối xứng lại ha các bạn. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình khoảng 5 cm ha các bạn ha. Đó các bạn cứ đi mũi chân cao chân thấp vậy đó, và đi 5 cm giùm mình ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình thôi nha. Thì các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được
những cái hàng mũi chân cao chân thấp rồi ha các bạn, khoảng 5 cm ha các bạn ha, thì mình sẽ nối cái chỉ màu trắng vào và bắt đầu mình sẽ móc hoa văn ha các bạn. Và đây là cái hoa văn mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha các bạn ha. Và các bạn sẽ chụp màn hình lại ha và sẽ làm theo cái hướng dẫn của mình ha các bạn. Đây, cái hàng đầu tiên của mình đi sẽ là 5 trắng nè các bạn, 1 đen, 1 trắng, 1 đen, và tiếp tục sẽ là 5 trắng ha các bạn. Rồi tới 1 đen, 1 trắng, 1 đen và 5 trắng ha. Đó, mình sẽ đi bắt đầu từ cái hàng này nè các bạn ha. Rồi mình cùng đi ha các bạn ha. Rồi mình sẽ đi là 5 trắng ha các bạn. Đó, các bạn cứ đi mũi đơn bình thường thôi nha. Đây, 1 2 3 4 và 5 ha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ thay chỉ vào ha. Đó, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi màu đen nè. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi màu trắng ha. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi màu đen. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi màu trắng. 5 cái mũi màu trắng này là mình lại lặp lại nè ha các bạn. 5 mũi màu trắng nha. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi tiếp tục sẽ là một mũi đen ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi màu trắng. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi màu đen. Và tiếp tới mình sẽ lặp lại là 5 cái mũi màu trắng ha các bạn. Đó, 5 màu trắng, 1 đen, 1 trắng, 1 đen. Và sẽ lặp lại 5 trắng ha các bạn. 1 đen, 1 trắng, 1 đen. Và tiếp tục lại 5 trắng. Đó, cứ như vậy các bạn sẽ lặp đi lặp lại và làm hết hàng giùm mình nha các bạn nha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đã đi được cái hàng thứ nhất ha các bạn. Đây là 5 trắng nè. 5 trắng, 1 đen, 1 trắng, 1 đen và 5 trắng. Bây giờ mình sẽ qua tới cái hàng thứ hai sẽ là 1 trắng, 1 đen, 1 trắng và 5 đen ha các bạn ha. Sau đó thì mình sẽ lặp lại tiếp đây ha. 1 trắng, 1 đen, 1 trắng và 5 đen nha các bạn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ móc ha các bạn. Và các bạn lưu ý giùm mình là đối với cái hàng này á thì các bạn sẽ móc vào ở ngay chỗ cái chân á các bạn. Đây nè, đây là cái chân của cái mũi móc này ha. Đó, mình sẽ móc vào ngay chân này luôn ha các bạn. Đó, chứ mình không có đi ở phía trên này nha. Đây, mình sẽ đi ngay cái chân của cái mũi móc này nè. Như vậy thì nó sẽ thẳng hàng và nó sẽ đẹp ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi giùm mình nè. Một mũi trắng ha. Một mũi trắng. Rồi sau đó sẽ là một cái mũi đen. Đó, mình cũng sẽ đi vào ngay cái chính giữa của cái mũi này luôn nè các bạn. Ha, mình không đi ở phía trên ha. Rồi tiếp tục là một cái mũi trắng ha. Đó, các bạn cũng đi ngay vào cái mũi hồi nãy mình đi luôn nè. À, mình ngay cái tâm của nó luôn ha các bạn, chứ mình không có đi phía ở phía trên nha. Rồi tiếp tục sẽ là 5 cái mũi màu đen ha các bạn. Đó, các bạn cũng đâm ngay cái mũi của nó nè. Đó, đâm ngay chính giữa cái mũi của nó và các bạn sẽ đi ha. Như vậy thì nó sẽ thẳng hàng và nó sẽ đẹp hơn ha các bạn. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 ha các bạn ha. Đó, sau khi mình đã đi được cái đầu tiên rồi thì sau đó thì các bạn sẽ lặp lại thôi ha. Rồi tiếp tới sẽ là 1 trắng, 1 đen, 1 trắng ha các bạn. Đây, 1 trắng nè. Rồi tiếp tới sẽ là 1 đen ha. Đây, tiếp tới sẽ là 1 đen nè. Rồi tiếp tới sẽ là 1 trắng ha. Đó, các bạn cứ đi ngay cái tâm ở giữa đây nè. Và tiếp tới sẽ là 5 đen ha các bạn. Đó, 5 đen. Đó, các bạn cũng đi vào ngay cái tâm của cái mũi luôn ha các bạn. Đó, các bạn sẽ đâm nó xuống như vậy đó. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5 ha các bạn ha. Đó, các bạn đâm ngay cái tâm của nó luôn. Đó thì cái mũi nó sẽ thẳng hàng và nó sẽ đẹp hơn ha các bạn.
Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ lặp lại một trắng, một đen, một trắng và năm đen giùm mình ha. Cứ như vậy các bạn sẽ móc hết hàng giùm mình thôi. Như vậy là sau khi mình đã đi xong cái hàng thứ hai ha các bạn, thì tiếp tới mình sẽ đi cái hàng thứ ba. Và cái hàng thứ ba của mình sẽ là một cái đen này các bạn ha. Đen, trắng và năm cái đen ha các bạn. Thì qua tới bên này thì cái đen nó nối vô là năm luôn rồi, cho nên mình sẽ đi lại là trắng, đen, trắng và năm đen ha các bạn ha. Rồi qua tới hàng này, đây mình sẽ đi lại ha. Đây, đen, trắng, năm đen ha các bạn. Đây các bạn cũng đâm vào ngay cái tâm luôn ha các bạn ha. Đây các bạn đâm vào ngay cái tâm của cái mũi nè. Ha, các bạn sẽ đi một cái mũi đen nè. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi trắng nè. Ha, cũng đâm vào cái ngay cái tâm luôn nha các bạn, chứ mình không có đi cái mũi ở phía trên ha. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi đen ha các bạn. Đây cái mũi đen mình cũng đâm vào ngay cái tâm luôn nè. Ha, đó. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi màu trắng nha các bạn. Đó, mình cũng đâm vào ngay cái tâm nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi màu đen ha, đi năm cái mũi màu đen. Năm cái mũi màu đen này thì các bạn cũng đâm vào cái tâm luôn ha. Đây. Đó, khi mà các bạn đã đi vào cái tâm của nó thì cái mũi nó sẽ thẳng hàng và nó sẽ đẹp hơn, như là cái mũi giả đen vậy đó ha các bạn. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Và 5 nè. Đó. Rồi sau đó ha, tiếp tục mình lại đến tiếp tục trắng, đen, trắng ha các bạn. Đây. Trắng nè. Rồi sau đó tới đen ha. Tới đen. Rồi tiếp tục sẽ là trắng. Và sau đó sẽ tới là năm đen ha các bạn. Tiếp tục là năm đen. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Và 5 nè. Đó, rồi tiếp tục các bạn sẽ lặp lại ha các bạn. Đen, trắng, xin lỗi các bạn, tiếp tục mình sẽ lặp lại là trắng, đen, trắng và năm đen ha các bạn ha. Đó, rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi nha. Rồi như vậy là qua tới cái hàng tiếp theo sẽ là cái hàng thứ tư ha các bạn ha. Đó, cái hàng thứ tư này của mình sẽ là trắng, đen, trắng và năm đen ha các bạn. Rồi mình cứ đi tiếp tục vậy ha các bạn ha, trắng, đen, trắng và năm đen ha. Rồi mình sẽ nối cái chỉ màu trắng vào ha các bạn. Và sau đó mình sẽ đi là trắng nè. Đó, các bạn sẽ đi ngay tâm của cái mũi đó ha. Đó, mình sẽ đi trắng nè. Tiếp tục sẽ đen ha. Rồi sau đó sẽ là tới trắng ha. Và sau đó sẽ là năm đen nha các bạn. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, và năm hai các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ lặp lại ha các bạn ha, trắng, đen, trắng ha. Đó, tiếp tục mình sẽ đi cái mũi trắng nè. Rồi tiếp tới sẽ là đen. Và tiếp tới sẽ là trắng. Và tiếp tới sẽ là năm đen ha các bạn. Một nè. Hai nè. Bốn nè. Và năm ha. Đó, sau đó rồi các bạn cứ lặp lại ha, trắng, đen, trắng ha các bạn ha. Đó, và các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha.
Rồi như vậy là qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn ha, đây là cái hàng thứ năm ha, thì mình sẽ đi là một ô đen này, một ô trắng, một ô đen, một ô trắng và tới năm đen ha. Qua đây thì mình sẽ lặp lại là trắng, đen, trắng và năm đen ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ha. Đây mình đi một cái ô đen nè. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ô trắng nha. Tiếp tới sẽ là một cái ô đen. Rồi tiếp tới sẽ là một cái ô trắng. Và tiếp tới sẽ là 5 ô đen nha các bạn. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, và năm. Rồi sau đó thì mình sẽ đổi lại ha các bạn. Tiếp theo sẽ là trắng, đen, trắng và năm đen ha. Đây trắng nè. Rồi tiếp tới sẽ là đen nè. Tiếp tới sẽ là trắng nè. Rồi tiếp tới sẽ là năm đen ha. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè. Rồi sau đó các bạn lại lặp lại ha, trắng, đen, trắng và năm đen đó. Cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha các bạn ha. Đây, trắng, đen, trắng và năm đen ha. Rồi tiếp tới thì mình sẽ qua cái hàng thứ sáu ha các bạn. Đây cái hàng thứ sáu thì ở đây sẽ có là bốn trắng nè, bốn trắng là tới đen, trắng, đen và tới năm trắng ha các bạn. Ở đây mình có bốn mũi trắng thì cái cuối của cái hàng này mình sẽ thêm một mũi để cho nó đủ năm trắng ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình cứ đi là bốn trắng ha, một đen, một trắng, một đen ha các bạn ha. Rồi ở đây mình sẽ đi nè. Rồi các bạn sẽ đi cho mình là bốn trắng ha. Một trắng nè, hai trắng nè, ba trắng nè và bốn trắng. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình là một mũi đen. Rồi tiếp tới sẽ là một mũi đen ha các bạn. Sau đó sẽ là một cái mũi trắng. Tiếp tới sẽ là một cái mũi đen. Và tiếp tới nữa sẽ là 5 cái mũi trắng ha các bạn. 1 2 3 4 5. Rồi sau đó mình sẽ đi một cái đen. Một cái trắng. Tiếp tới là một cái đen. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lặp lại là 5 đen ha. À, xin lỗi, 5 trắng, 1 đen, 1 trắng và 1 đen. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình thôi ha. Các bạn ơi, như vậy là ở cuối của cái hàng thứ 6 này nè các bạn. Đó, hồi nãy ở đầu hàng thì mình chỉ đi được có 4 cái mũi màu ít trắng này thôi ha các bạn. Cho nên giấc này mình sẽ đi thêm một cái mũi ít trắng ở đây cho nó đủ là 5 mũi ít trắng ha các bạn ha. Đó, ở đây mình sẽ đi luôn một cái mũi chân thấp ha, cho nó khớp với lại ở dưới này luôn ha các bạn. Đây mình sẽ đi một cái mũi chân thấp như vậy luôn ha. Rồi tiếp tục mình sẽ quan sát qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn, cái hàng thứ bảy ha. Okay, 4, 5, 6, 7. Đây qua tới cái hàng thứ bảy này thì sẽ là 5 ít trắng ha các bạn. 5 ít trắng, 1 ít đen, 1 ít trắng, 1 ít đen và 5 ít trắng ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi ha các bạn. Đây các bạn sẽ đi ở đây ha. Đây 5 ít trắng nha các bạn. Đây mình sẽ bắt mũi từ đây đi 5 ít trắng ha. Đây 1 nè, 2, 3, 4 và
5 ít trắng ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp một mũi ít đen. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới là một cái mũi ít đen. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. 1 2 3 4 và 5. Và tiếp tục thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Và 5 cái chân tiếp theo thì mình sẽ đi lặp lại nha các bạn, 5 mũi ít trắng ha, một đen, một ít trắng và một ít đen. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi. Như vậy là mình đã đi xong được cái hàng thứ 7 rồi ha các bạn ha. Rồi qua tiếp tới sẽ là cái hàng thứ 8 ha các bạn. Đây, cái hàng thứ 8 của mình sẽ là bao gồm là 4 cái mũi ít trắng này các bạn. À, rồi tiếp tới sẽ là đen, trắng, đen và 5 trắng ha các bạn. Đó. Rồi mình tiếp tục mình đi cái hàng này ha các bạn. Đây, mình sẽ đi là 4 cái mũi ít trắng ha. 1 2 3 và 4 cái mũi ít trắng. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi một cái mũi ít đen. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Và sau đó sẽ là 5 cái mũi ít trắng. Một này, hai, ba, bốn, năm. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi ít đen. Tiếp tới sẽ là một cái mũi ít trắng. Tiếp tới cũng là một cái mũi ít đen. Và tiếp tới sẽ là 5 cái mũi ít trắng ha các bạn. 5 mũi ít trắng thì mình sẽ lặp lại nè, 5 mũi ít trắng, 1 mũi ít đen, 1 mũi ít trắng và 1 mũi ít đen ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi nha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được tới cái hàng thứ 8 này ha các bạn ha, thì ở đầu hàng này mình đã đi được 4 cái mũi màu trắng này ha, thì nó sẽ thiếu một cái mũi màu trắng, cho nên mình sẽ đi vào cuối hàng ở đây một cái mũi ít trắng ở đây nữa ha các bạn. Đó, mình sẽ đi vào đây một cái mũi ít trắng nè. Và cái hàng tiếp theo của nó ha các bạn, cái hàng tiếp theo của nó thì mình sẽ đi tiếp qua cái hàng đây nè các bạn. Đó, mình sẽ lặp lại cái hàng đầu tiên nè, 5 mũi ít trắng nè, 1 mũi ít đen, 1 mũi ít trắng, 1 mũi ít đen. Và tiếp tới 5 ít trắng, 1 ít đen, 1 ít trắng và 1 ít đen ha các bạn ha. Đó, và cứ như vậy các bạn sẽ lặp tới lặp lại. Đó, các bạn sẽ đi hết hàng ha. Đó, từ cái hàng này thì mình sẽ lặp lại từ cái hàng đầu tiên này nha các bạn. Đó. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đã móc được 6 cái hoa văn màu đen này ha các bạn, và 6 cái hoa văn màu trắng ha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Và tiếp tục tới đây thì mình sẽ móc tiếp 5cm, đây này các bạn, 5cm hàng chân cao chân thấp giống y như ở phía dưới này ha các bạn ha. Đó, và mình sẽ móc lên phía trên này. Đó, lúc đầu thì mình móc bằng sợi acry này các bạn, nhưng mà cái sợi này thì nó mình chuẩn bị 3 cuộn đó, nhưng mà nó vẫn không đủ nha các bạn. Đó, 3 cuộn trắng và 3 cuộn nâu, nhưng mà không có đủ, cho nên sau đó thì mình đã sử dụng qua sợi dệt ha. Và cái ưu điểm của cái sợi này thì nó khá là nhẹ ha các bạn. Đó, trường hợp mà các bạn muốn cái giỏ nó nhẹ thì các bạn móc cái sợi này ha. Còn cái sợi dệt thì nó có độ bóng nhẹ và nó khá là nhanh, các bạn đi khá là nhanh. Còn cái sợi này thì nó có cái độ rít nhẹ ha các bạn, cho nên khi mà mình móc á, nó có cái độ hơi rít rít, nó làm cho mình sẽ móc hơi chậm hơn một chút ha. Đó. Rồi,
5cm trên này thì mình sẽ tiếp tục mình đi mũi chân cao chân thấp đây ha các bạn ha. Đây các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được 5cm cái hàng chân cao chân thấp này ha các bạn, thì mình cũng kết thúc luôn cái giỏ ha. Cái hàng chân cao chân thấp này thì một chân các bạn đi chân cao, một chân thì các bạn đi chân thấp thôi ha. Nó tương tự như ở dưới của cái đế này thôi ha các bạn ha. Cho nên mình sẽ không hướng dẫn lại cho nó ngắn lại thời gian ha các bạn. Ở đây thì mình sẽ nói về cái hoa văn này nè các bạn. Ở trong tổng cái giỏ của mình á, thì nó sẽ có tổng cộng là 20 cái hoa văn này nè các bạn. Và 20 cái hoa văn này ha. Đây. Đó, 20 cái hoa văn này và 20 cái hoa văn này. Nhưng mà ở trong này á, trong cái quá trình mình móc á, do mình móc cái dạng xoắn ốc á các bạn, nên nó sẽ có một cái hoa văn bị lỗi ha các bạn ha. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái hướng cái... Đây. Cái hoa văn bị lỗi thì bình thường các bạn nhìn vào thì các bạn cũng hơi khó phát hiện ra, bởi vì nó cũng tương tương cái kia thôi, nhưng mà cái số hàng của nó sẽ khác ha các bạn. Để mình kiếm cái hoa văn đó các bạn. Đây các bạn ơi. Đây các bạn thấy cái hoa văn này không? Đây cái hoa văn ở đây của mình nè, thì nó sẽ có 5 hàng này các bạn, đó cứ trên 5 hàng này ha. Nó cứ xuống 5 hàng và ngang qua 5 hàng. Nhưng mà đối với cái hoa văn có lỗi bị lỗi này nè các bạn, do là mình móc hình xoắn ốc á, cho nên là cái hoa văn của nó ở đây nè. Đó cái hàng đầu tiên của nó sẽ là 2 này ha. Qua tới cái hàng tiếp theo nó sẽ là 6 nè. Qua hàng tiếp theo sẽ là 4, và qua hàng tiếp theo nó sẽ là 6, và qua hàng tiếp theo sẽ là 2 cái hoa văn này ha các bạn, 2 cái hoa văn màu trắng đó ha. Thì sẽ có một cái hoa văn nó bị lỗi do mình móc theo cái hình xoắn ốc đó các bạn. Đó. Thì mình cũng chỉ cho các bạn luôn ha, chứ không trong cái quá trình móc á sợ các bạn bắp phải cái lỗi á. Cho nên các bạn bảo là mình sẽ không móc được vậy đó. Đó, cho nên mình sẽ chỉ ra và các bạn sẽ móc giống y như mình nè. Nó chỉ thiếu đi một hàng thôi, nhưng mà nhìn kỹ vào thì mới thấy ha các bạn ha. Chứ nhìn không kỹ thì cũng không có thấy được cái hoa văn này đâu ha. Đó thì nó sẽ có một cái hoa văn ở cái dòng đầu tiên hoặc là cái hàng cuối cùng đó ha các bạn, thì nó sẽ bị lỗi như vậy. Đó các bạn sẽ ghi lại ha. Đó để mình dễ móc trong cái quá trình móc của mình đó ha. Rồi tiếp tới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái quai của cái giỏ này ha các bạn ha. Rồi để móc cái quai giỏ này thì trước tiên thì mình sẽ đi, các bạn sẽ đi cho mình 5 bính như vậy ha các bạn. Đây 5 bính ha. Và sau đó thì các bạn sẽ đi lại cho mình là 4 cái mũi đơn ha các bạn. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Và 4 cái mũi đơn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha, các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp giùm mình 4 cái mũi đơn nha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Và 4 mũi đơn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha, sau đó các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại. Cái chân đầu tiên các bạn vẫn đi cho mình một cái mũi đơn. Qua cái chân tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp này ha các bạn. Rồi tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Rồi qua cái chân tiếp theo sẽ là một cái mũi chân thấp ha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo các bạn cũng lên giùm mình một bính. Các bạn quay cái sản phẩm lại ha. Thì cái chân đầu này các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao nè. Qua tới tiếp theo các bạn sẽ đi một cái mũi chân thấp. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp ha. Nè. Rồi các bạn lên một bính và quay cái sản phẩm lại tiếp tục. Các bạn sẽ đi một mũi chân cao nè. Tiếp tới một mũi chân thấp. Rồi tiếp tới sẽ là một mũi chân cao. Tiếp tới sẽ là một mũi chân thấp. Và các bạn sẽ đi cho tới khi bằng cái kích thước dây mà mình mong muốn ha các bạn. Thì các bạn sẽ ngừng lại. Và đối với cái dây này thì các bạn sẽ làm cho mình 2 cái ha. Đấy, các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã làm xong hai cái quai thì mình sẽ may nó vào ha các bạn. Đó, các bạn muốn cho cái giỏ mình nó đẹp hơn thì các bạn sẽ may lót ha. Ở đây thì mình chỉ làm cho con gái đi học thôi, để đựng sách vở thôi, cho nên mình sẽ không có may lót, không có may túi gì hết trơn, không may sạc pin tia ha các bạn ha. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm một cái chiếc giỏ như vậy rồi ha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy chia sẻ video giùm mình và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất, cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha.